quy định tải trọng của cầu đường bộ nhằm đảm bảo tuổi thọ công trình theo thiết kế. Tuy nhiên, có một thực tế hiện nay đó là hệ thống biển báo hiệu này nhiều nơi do được trang bị lắp đặt đã lâu theo quy chuẩn cũ, nhưng việc cập nhật lại chưa kịp thời. Do đó mà việc các phương tiện quá tải vi phạm nhưng lại khó xử lý diễn ra khá phổ biến. Điều này thì không chỉ khiến cho hạ tầng nhanh chóng xuống cấp, mà còn là tác nhân gây mất trật tự an toàn giao thông. Tuyến đường huyện lộ 8B, huyện Hưng Nguyên có điểm đầu nối với đường Phạm Hồng Thái, điểm cuối là D42. Đường có diện tích nhỏ hẹp, chỉ cho phép tải trọng phương tiện dưới 10 tấn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, xe tải trọng hàng chục tấn thường xuyên lưu thông vào, không chỉ gây nên những khó khăn cho các phương tiện khác, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông. Trục đường này nó nhỏ như thế này, những cái xe trọng tải lớn thì cũng nên có những cái biển cấm là trọng tải dưới 10 tấn. Đấy. Và hạn chế những cái xe trọng tải trên 10 tấn. Dù như ở đây không có một cái biển cấm nào thì thậm chí là kể cả những cái xe trọng tải lớn hơn cả container cũng đi vào. Tương tự tại tỉnh lộ 542E vẫn có biển báo hiệu tải trọng cầu và đường là 13 tấn. Thế nhưng từ lâu, xe tải chở vật liệu xây dựng hàng chục tấn vẫn lưu thông một cách thường xuyên, khiến cho nhiều khu vực xuống cấp nghiêm trọng. Xe từ 50 tấn đến 70 tấn cũng chạy vào cái con đường này thì nhân dân chúng tôi là đường thì đã hẹp. Dân tình ở hai bên rất ngột ngạt, cả ngày lẫn đêm, họ chạy là chạy xuyên cả ngày lẫn đêm. Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có một số tuyến liên huyện được nâng cấp thành đường tỉnh lộ như 536, 542. Theo quy định, sẽ phải cập nhật biển báo tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ và tình trạng kỹ thuật của đường theo định kỳ 6 tháng, tức là trước ngày 20 tháng 6 và ngày 20 tháng 12 hàng năm. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều tuyến hệ thống biển báo vẫn chưa được trang bị kịp thời. Điều này cũng đã gây ra những khó khăn trong việc xử lý vi phạm. Cần phải có một cái giống như kiểu một cái cơ chế cụ thể đối với các cái điểm mà như khai thác mỏ. Thứ nhất là phải là bảo vệ môi trường trên xe này. Thứ hai là giảm tốc độ này. Thứ ba là giảm trọng lượng này. Thứ tư là phải khung giờ cho xe chạy, khi nó mới giảm tải được cái vấn đề mà tránh được cái tai nạn rủi ro. Chứ bây giờ là không có hành lang, không có cơ chế cụ thể, không có ràng buộc cụ thể thì lực lượng mà cái đội ngũ mà vận tải là họ cứ chở. Ngoài ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của một bộ phận lái xe chưa cao, thì việc thiếu hệ thống biển cảnh báo, hướng dẫn trên các tuyến đường cũng là một nguyên nhân không nhỏ dẫn tới thực trạng vi phạm về tải trọng cầu, đường bộ. Chính vì vậy, việc trang bị các hệ thống biển báo công trình giao thông hỗ trợ cho người tham gia giao thông được an toàn là rất cần thiết. Và có thể coi đây là một trong những yếu tố bắt buộc trong việc quản lý khai thác các tuyến đường hiện nay.